chấp xấu đây là thứ gì hình như là một u quy để không phải là tiểu bác mà anh tu nuôi sau quả nhiên cái xuất hiện này vẫn có chút ngượng ngùng tôi là tuần thú sư tôi vịt tiểu bác là thú nuôi của tôi các cậu lo dọn dẹp mấy con nhỏ đi con mèo vương này á để tôi xử lý cho cái quá gì vậy con rùa này lợi hại như vậy à cái gì thế mèo vương bị một con rùa đánh bay à con rùa này lỡ cũng là thuốc cưỡi của tôi bạch à Tôi bạch đây, đây là thuốc cưỡi mà anh thuần thu, phục, anh thuần phục sống. Thì bác, chỗ con mèo hôn này ném thử sức mạnh của cậu đi Tôi bạch, con rùa này sao chạy nhanh vậy Còn là rùa nữa không vậy Không ngờ, tôi bạch này là có thực lực như vậy Tôi cũng không ngờ nữa Tôi bạch quả thật có chút khác biệt Các học sinh, tôi bạch không chết được mèo vương rồi Cùng lên Tiêu diệt mấy con mèo uống bên này đi Diệt tôi sẽ xí chúng trở thành thùng bánh để tôi giết chúng lôi giáp phong ngữ lối thường mà lại có thứ ngăn cản được móng vuốt bệnh ngon của miền vương lô phòng thủ quái gì thế này là cái quái gì bây giờ không phải là lúc đó ngạc nhiên chị chẳng cho tôi nhân lúc mèo vương bị không chế tôi sẽ kết thúc đơn đi. vâng Điểm yếu là phần yêu và bụng đó Xúc sinh chết đi Lên một chút Đáng ghét Nơi nữa đây Xúc sinh Không phải mày chết thì là tao sống Tiêu báo Xuất tuyệt chiêu đi Tiêu kiêu Con rùa tại sao lại quay vòng tại chỗ ngừng Quay vòng tại chỗ không ngừng Sách nối điểm yếu là yêu và bụng Đi Lấy trốn vào điểm yếu rồi Lần này xem còn không chết Mèo vương bị đánh bại rồi Chúng ta thắng rồi Tôi Bịch Anh giỏi quá Anh đã đánh bại mèo vương cấp vàng rồi Ờ kết thúc chưa Anh Tô Anh mạnh quá đi Anh Tô Anh muốn con rùa này ở đâu vậy Tôi cũng muốn được một con đó Tiếp bác Lại đang ăn trộm cái gì vậy Còn không mau trở lại đi. Trên trời là cái gì vậy? Đây là tiêu rồi nguy hiểm. Vừa rồi tiếng trống, tiếng trống của mèo vương á. Trước khi chết, nó đã gọi đồng đội. Chẳng lẽ có một con thú dữ nguy hiểm hơn là đang tiến lại gần Trung tâm tác chí của căn cứ. Dựa trên phân tích dao động năng lượng từ cách thử nghiệm tiến đầu Tại căn cứ F269 xuất hiện một lượng lớn thú dữ cấp độ cho xác định. Vô cùng nguy hiểm. Gì cơ? Ông nói con gái của Lâm Lão Hổ lên nằm ở trong nhóm học viện thực tập này sao? Đúng vậy, tôi hy vọng các người có thể hỗ trợ ngay lập tức với tốc độ cao. Được, tôi sẽ lập tức cử đội trinh sát hộ tống ông đến chiến trường. Ông Văn Yên, không cần đâu, tôi không thích chờ đợi, tôi sẽ tự mình đến trước. Trong vòng 20 phút, hy vọng sự tiếp viện của các ông nhất định sẽ đến kịp chiến trường. 20 phút, được, tôi sẽ lập, tôi sẽ ngay lập tức ra lệnh. Lần này nghi rồi. Nếu Lâm Lão hộ phát điên, cả dân châu cũng không chịu nổi đâu. Những phân lỗi ngu ngốc, giống cái lôi hèn kiếm, làm sao có thể Thở mà lại biết ngôn ngữ của loài người Hung thú này Không thể nào Thú dự biết thông thạo ngôn ngữ loài người ít nhất phải là cấp vàng trở lên Không thể nào xuất hiện ở khu vực này được Nhìn Linh Hình thành đó, độ hình phòng thủ Cả thương binh vào giữa đi Nhìn kìa Đó là cái gì vậy Giống lôi hiền kiếm Là dám tàn sát tộc của ta Hình như nó đã ăn thi thở của miêu vương không thể nào, tuyệt đối không thể. Khu vực này làm sao có thể xuất hiện được chứ? Cảnh báo, cảnh báo, rất nguy hiểm. Phát hiện thú dữ cấp vàng xuất hiện gần đây, với lòng rời đi ngay lập tức. Mỗi đi dội chết người năm sau cực kỳ nguy hiểm. Vậy mà lấy là hung thú cấp vàng à? Lôi, mèo vương bóng tối biến dị cấp độ 2.8, cấp vàng thở chất 272, nhanh nhẹn 345, tinh thần 275, tài năng khắc máu cuồng bạo khi bị thương đạn xít, vào trận thái là khắc máu cuồng bạo. Tăng mệnh 100% nhanh nhẹn và sức tấn công nhưng giảm 50% phòng thủ phòng tôi chiến đấu rất là nguy hiểm cần hết sức thận trọng cái gì hung thú cấp vàng á ý rằng thời của chúng ta cũng chưa từng gặp phải đâu tôi muốn về nhà tôi không muốn chết tiếp viện vẫn chưa đến sau tất cả mọi người hộ tống thương binh rút lui tôi sẽ làm lại chấn xung sinh tôi sẽ liệu mạng với mày chỉ dựa vào người tiểu bác mau đi bảo vợ phó đội trưởng mời của con rùa này cứng quá đi Tiểu bớt thế nào rồi